Đó là ai? Hai. Who am I to? Tớ làm việc ở tiệm cắt tóc. I work at the salon. Tớ sử dụng kéo, lược và máy sấy. I season combers and dryers. Tớ chăm sóc tóc cho mọi người. I take care of people. Hi. Tớ khiến mọi người vui vẻ vì kiểu tóc phù hợp. I make people happy with suitable hairstyles. Công việc của tớ cần sự sáng tạo. My work needs creativity. Đố bạn biết tớ là ai? Do you know who I am?